Mời kép song ca cùng Bích Phượng 74-75 nhớ mãi những lời ca, tác giả Trần Hiền, karaoke Nguyễn Thành Nhân. Dạ, Trần Hiền sẽ đợi nghệ sĩ Diễm Châu. Bác Bảy ơi, lời ca còn vang dòng mài, trái tim người nhớ sống lại với thời gian. À, bài dòng cổ này viết về bác Diễm Châu à. Dòng thơ văn số thầm chưa chan, chúng con vừa mới lời ca. Ôi những lời ta còn vang mãi muôn thuở, tiếng chúng xa cõi còn nhớ. Người soạn giả tài danh ta viết những lời ca bao thế xưa mẹ hiền. Ở 60 năm của người nghệ sĩ, bác để lại cho đời những tác phẩm buồn vui. Mọi bức thi tài hơn 60 đã bay xa hết nẻo đường đất nước. Mới sáng tác ba câu dòng cổ người con nguyện xứ, nói những chị em nào xa quê làm ăn xa ý hoài. Mình con sáng tác theo yêu cầu một người bạn của Dương Văn ở nước ngoài, viết về cuộc đời bạn ấy. Bao năm chỉ mệt mờ, lời ca lời nói mong chờ nhớ đưa. Tìm dần thế gian
sư đưa vào nhân hết bài này luôn con, hát bài luôn con, rồi trở lại chị Phượng đó nha. Xong ca luôn con gửi cho anh hát cho vui anh chị ơi, anh đang hát với chị Bích Phượng. Các anh chị đang nghe mà Tùng Cổ nói về đường Bác Diễn Châu nha, của tác giả Trần Hiền. Lời cái còn gian giọng mài dài xuôi trải khắp muôn nơi, người xóm già tài vẫn như sông lầy, đời bao đời giữ mãi một gì sao? Tâm hồn cũng nhà giao cho trời. Gửi tên hát chị. Cảm ơn chị, có hát chứ không gửi tên hát. Giờ đây bác đã xa rồi, lời cả gian mãi muôn đời còn lưu. Hay quá, cảm ơn ca sĩ Song Ca cùng Bích Phượng.